Nhận định soi kèo bóng đá hôm nay, giữa Ferencváros với Dinamo Zagreb diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 9 tại sân Groupama Arena, Champions League 2020-2021. Đội bóng của huấn luyện viên Ribrov vẫn đang tỏ ra quá vượt trội so với phần lớn các đội bóng còn lại tại Hungary khi trong lần đón tiếp Pax đến làm khách ở vòng đấu vừa qua. Ferencváros đã không ngần ngại hủy diệt đối thủ bằng trận đại thắng 5 sao. Với 3 điểm vừa có được, thì lúc này họ vẫn đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Hungary với 7 điểm, hiện đang kém vị trí dẫn đầu của Monvizi vỏn vẹn 1 điểm, nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận. Vì vậy, chỉ cần hoàn thành tốt trận đấu bù còn lại, thì ngôi vị nhất bảng sẽ thuộc về họ mà thôi. Trước đó, ở vòng loại thứ 2 tại Champions League, Ferencváros đã khiến cho giới mộ điệu không khỏi bất ngờ, khi bất ngờ có được chiến thắng trước ứng cử viên nặng ký cho chiếc vé đi tiếp như Celtic. Càng đáng khen hơn, khi đây là trận đấu mà đoàn quân của huấn luyện viên Ribrov phải chinh chiến xa nhà. Đến với trận đấu tiếp theo, Ferencváros sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Dinamo Zagreb đến làm khách. Một cặp đấu có thể gọi là oan gia ngõ hẹp, khi cũng tại vòng loại thứ 3 Champions League 2019-2020, thì Ferencváros cũng đã phải xuống chơi tại Europa League khi để thua trước Dinamo Zagreb với tỷ số chung cuộc 1-5. Tất nhiên trong lần gặp gỡ lần này, đội bóng của huấn luyện viên Ribrov vẫn là đội bóng chiếu dưới, và xét về đẳng cấp thì họ cũng kém hơn đội bóng đến từ Croatia đôi chút. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà có thể nói Ferencváros sẽ dễ dàng nhận lấy thất bại. Hãy nhìn vào cái cách thầy trò huấn luyện viên Ribrov đã đánh bại Celtic. Mặc dù họ tấn công không nhiều và thường xuyên bị chèn ép bởi một đội bóng mạnh hơn như Celtic, nhưng những pha tổ chức phản công của Ferencváros là vô cùng chất lượng và nó đã được hiện hữu rõ trong kết quả vừa có được. Đó là chưa kể ở trận này, các học trò của huấn luyện viên Ribrov sẽ có điểm tựa vững chắc đến từ sân nhà quen thuộc của mình. Phía bên kia sân, tuy không có được chiến thắng quá áp đảo như đội bóng thủ đô Budapest tại giải vô địch quốc gia Croatia ở vòng đấu vừa qua, nhưng với việc có được với cách biệt tối thiểu 2-1 trước đại kình địch Hajduk Split đã là thành công không hề nhỏ đối với Dinamo Zagreb. Bởi với chiến thắng này, họ không chỉ giữ vững ngôi đầu của mình và còn tạo nên khoảng cách tương đối với Hajduk Split đang là 5 điểm. Lại nói về mặt trận Champions League trước đó, dẫu cho đoàn quân của huấn luyện viên Mamik chỉ phải chơi với 10 người trên sân ngay từ giữa hiệp 2 sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Katerin. Tuy nhiên, Dinamo Zagreb vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi liên tiếp có bàn thắng vươn lên dẫn trước đối thủ và giành lấy tấm vé đi tiếp sau loạt luân lưu định mệnh. Có thể nói đây là trận đấu rất chật vật của họ, nhưng có thể thấy đại diện của Croatia không phải hạng xoàng khi chơi trong thế thua người nhưng vẫn hái được quả ngọt. Trở lại với chuyến hành quân lần này, phong độ cũng như thành tích thi đấu lúc này giữa hai đội đều đang rất tốt, nên chúng ta cũng không cần xét về phương diện này. Rõ ràng khi phải đối đầu với một đội bóng đã từng bị chính bản thân mình hủy diệt, thì tâm thế lúc này của người hâm mộ đội bóng Croatia rất thoải mái. Tuy nhiên, Dinamo Zagreb nên cần nhìn lại những bài học rút ra từ Celtic nếu không muốn phải dẫm lên vết xe đổ của đội bóng Scotland. Có thể ở mùa giải này, Ferencváros vẫn là một đội bóng yếu, nhưng nó không yếu như ở mùa giải trước đó. Và cũng còn một điều nữa mà huấn luyện viên Mamik cũng không thể nào quên, đó là vòng loại ở mùa giải này chỉ còn được phân định thắng thua chỉ trong 90 phút. Vì vậy, sẽ không có chỗ để chứa chấp những sai lầm của họ. Đó là chưa kể từ sau chiến thắng 4-0 ngay trên sân nhà của Ferencváros ở mùa trước đó, thì đến nay Dinamo Zagreb vẫn chưa có thêm bất kỳ chiến thắng nào khi phải thi đấu xa nhà tại sân chơi châu lục. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Ferencváros với Dinamo Zagreb, tỷ lệ nổ tài của Ferencváros đạt 40%, tỷ lệ thắng kèo đạt 80%, có 46% kết quả về lẻ. Ferencváros ghi được 22 bàn, để thủng lưới 6 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,2 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Dinamo Zagreb đạt 50%, tỷ lệ thắng kèo đạt 40%, có 54% kết quả về lẻ. Dinamo Zagreb ghi được 22 bàn, để thủng lưới 9 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,2 bàn. Dự đoán kết quả Ferencváros với Dinamo Zagreb. Chọn kèo châu Á, Ferencváros nằm dưới nửa trái. Chọn kèo tài xỉu, tài 2 trái 2 trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.